Chương 2. Phẩm Mukkalinda. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Niranjara, dưới gốc cây Mukkalinda, khi Ngài mới chứng chánh đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi một thế ngồi kiết già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên, và trong 7 ngày trời mưa gió lạnh, bầu trời u ám. Rồi thần trắng Mukkalinda ra khỏi chỗ ở của mình, với thân cuốn vòng quanh 7 dòng thân của Thế Tôn, và đứng thẳng dương cao các mang lớn trên đầu Thế Tôn, với ý nghĩ mong Thế Tôn khỏi lạnh, mong Thế Tôn khỏi nóng, mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng các loài bò sát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi đình ấy. Rồi Mukkalinda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đã sáng tỏ, mây đã được thoát đi, cởi mở thân mình khỏi thân Thế Tôn, biến dạng thân sắc của mình, hóa hiện thân sắc một thanh niên đứng trước Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: diễn ly là an lạc, với người biết tri túc, với người có nghe pháp, với người có chánh kiến, không sân là an lạc. Những ai trên đời này đối hữu tình chúng sanh, biết tự chế ngăn ngừa, ly tham là an lạc, vượt các dục ở đời, ai nhiếp phục ngã mạn, đây an lạc tối thượng. 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ nhiều vị tỷ kheo sau bữa ăn đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trường, và câu chuyện này được khởi lên: này chư hiền, giữa hai vị vua này, vua Senija Bimlisara ở Mada và vua Besanadi ở xứ Kosala, ai giàu có hơn, ai tài sản lớn hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc độ lớn hơn, ai xe cộ lớn hơn, ai sức mạnh lớn hơn, ai thần lực lớn hơn, ai quy lực lớn hơn? Rồi câu chuyện này giữa các tỷ kheo ấy chưa được chấm dứt. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tình đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, ở đây nay các thầy ngồi hội họp với câu chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt giữa các thầy? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn đi khất thực trở về, câu chuyện này được khởi lên: ai quy lực lớn hơn? Câu chuyện này giữa chúng con bạch Thế Tôn chưa được chấm dứt thời Thế Tôn đã đến. Này các tỷ kheo, thật không thích đáng cho các thầy, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các tỷ kheo, khi các thầy hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: đàm luận về chánh pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: dục lạc gì ở đời, kể cả thiên lạc này, không bằng phần 16 lạc do ái đoàn diệt. 3. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu rừng ông Anathabinika. Lúc bấy giờ một số đông đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy giữa Savatthi và Jetavana. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy giữa Savatthi và Jetavana nhiều đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy.
Thế Tôn sau khi hiểu hết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai làm hại giới trường, kẻ tìm lạc cho mình, người ấy sau khi chết không tìm được an lạc. Đối chúng sanh muốn lạc, ai không hại giới trường, kẻ tìm lạc cho mình, đời sau tìm được lạc. 4. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tòa, dược phẩm trị bệnh. Chúng tăng cũng được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tòa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, tôn kính, không nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàn tòa, dược phẩm trị bệnh. Các du sĩ ấy không tham nhận được việc ấy, Thế Tôn và chúng tỷ kheo được kính trọng. Khi nào gặp các tỷ kheo ở làng và ở trong rừng, họ dùng những lời nói không tốt lành, thô ác, mắng nhiếc, phỉ báng, công kích, não hại các tỷ kheo. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn được cung kính, tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Chúng tỷ kheo cũng được cung kính, tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, tôn trọng, dược phẩm trị bệnh. Rồi bạch Thế Tôn: các ngoại đạo du sĩ ấy không kham nhẫn được sự việc Thế Tôn và chúng tỷ kheo được kính trọng, não hại chúng. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: giữa làng tại núi rừng, cảm thọ khổ và lạc, chớ quy về tự mình, chớ quy về người khác. Các xúc được cảm thọ là do duyên sanh y, với gì không sanh y, do đâu xúc cảm thọ. 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ một nam cư sĩ tên là Ichananga Iaka đi đến Savatthi vì một vài công việc phải làm. Nam cư sĩ ấy sau khi làm công việc xong ở Savatthi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với nam cư sĩ ấy đang ngồi một bên: đã lâu rồi này nam cư sĩ, ông tạo nên cơ hội này, tức là đến đây. Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con muốn ý kiến Thế Tôn, nhưng con bị bận bịu bởi những công việc phải làm này khác, nên con không thể đi đến ý kiến Thế Tôn được. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: ai lão luyện chánh pháp, được nghe nhiều chánh pháp, không xem bất cứ gì là an lạc của mình, hãy xem não hại thai, những ai có sở hữu, khiến cho con người này bị trói buộc người khác. 6. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathabinika. Lúc bấy giờ thanh nữ trẻ Bà La Môn, vợ của một du sĩ có thai sắp sinh, vợ của du sĩ ấy nói với du sĩ: này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo nói với nữ du sĩ: ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ hai, nữ du sĩ nói với du sĩ: này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về, tôi cần dùng khi sanh con. Lần thứ hai, du sĩ nói với nữ du sĩ: ở đâu ta có thể đem dầu về cho nàng? Lần thứ ba, nữ du sĩ nói với du sĩ: này Bà La Môn, hãy đi và đem dầu về,
tôi cần dùng khi sanh con. Lúc bấy giờ, tại một kho của vua Basenadi nước Kosala, một sa môn hay bà la môn có thể uống bơ hay dầu cho đến thỏa thích, nhưng không được mang đi. Người du sĩ ấy suy nghĩ, tại một kho của vua Basenadi nước Kosala không được mang đi. Vậy ta hãy đi đến nhà kho của vua Basenadi nước Kosala uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về đến nhà, mửa dầu ấy ra và ta cho nữ du sĩ dùng khi sanh con. Rồi du sĩ ấy đi đến nhà kho của vua Basenadi nước Kosala uống dầu cho đến thỏa thích. Sau khi về nhà, không có thể mửa lên hay mửa xuống, có cảm thọ khổ đau, nhói đau, đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Thế Tôn thấy người du sĩ ấy cảm thọ khổ đau, nhói đau khốc liệt, thống khổ, lăn lộn qua lại. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: an lạc thay là người không có gì sở hữu, người chánh tri hiểu biết không có gì sở hữu. Hãy xem não hại thay, những ai có sở hữu khiến cho con người này bị trói buộc người khác. 7. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Sitavana, khu vườn ông Anathavinika. Lúc bấy giờ, con trai độc nhất của một nam cư sĩ khả ái, đáng yêu bị mệnh chung. Rồi nhiều nam cư sĩ với áo đậm ướt, với tóc đậm ướt, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các cư sĩ ấy đang ngồi một bên: này các cư sĩ, sao các ông với áo đậm ướt, với tóc đậm ướt lại đến đây trong lúc quá sớm như vậy? Khi được nói vậy, người cư sĩ ấy thưa với Thế Tôn: bạch Thế Tôn, người con trai độc nhất của con khả ái, khả ý đã mệnh chung. Do vậy, chúng con với áo ướt đẫm, với tóc ướt đẫm đã đến đây trong lúc quá sớm. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: bị khả ái dễ thương trói buộc và chi phối, rất nhiều chư thiên chúng và nhiều hạng con người đau khổ và héo mòn, bị thần chết hiếp phục, ngày đêm không phóng dật, từ bỏ dung sắc đẹp, vì ấy đào gốc khổ, mồi nhữ của ác ma thật khó vượt qua được. 8. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Kundiyaya, trong rừng Kundithana. Lúc bấy giờ, Subhavasa, con gái của vua xứ Koliya, có thai đến 7 năm và đã bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ khổ đau, nhức nhối, khốc liệt, thống khổ, nàng vẫn duy trì ba niệm: Thế Tôn thật là bậc chánh đẳng giác, ngài thuyết pháp để đoạn tận đau khổ này. Chúng đệ tử của bậc Thế Tôn ấy là khéo hành trì, chúng hành trì để đoạn tận đau khổ này. Thật sự an lạc là niết bàn, tại đấy khổ đau này không có mặt. Rồi Subhavasa, con vua Koliya, gọi người chồng của mình: này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh tôi với đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú và thưa. Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú, rồi hãy nói như sau. Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con vua Koliya có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Dầu nàng cảm giác những cảm thọ, tại đấy khổ đau này không có mặt, thật là tốt lành. Koliya Buddha đáp với Subhavasa, con gái vua Koliya:
đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Koriya Buddha bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Lạc trú, tại đấy khổ đau này không có mặt. Mong rằng Subhavasa, con gái vua Koliya được an lạc, không bệnh, sanh đứa con không có bệnh hoạn. Với lời nói này của Thế Tôn, Subhavasa, con gái Koliya được an lạc, không bệnh, đẻ đứa con trai không bệnh. Thưa dân, bạch Thế Tôn, Koliya Buddha hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi trở về nhà của mình. Koliya Buddha thấy Subhavasa, con gái vua Koliya được an lạc, không bệnh, sanh đứa con trai không bệnh, thấy vậy liền suy nghĩ như sau: Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, thần lực và đại quy lực của Thế Tôn khiến cho Subhavasa, con gái vua Koliya này, với lời nói của Thế Tôn được an lạc, không bệnh, sanh con trai không bệnh. Nghĩ vậy, Koliya Buddha hoan hỷ, thích thú, tâm sanh hỷ lạc. Rồi Subhavasa, con gái vua Koliya, bảo người chồng của mình: Hãy đi, này phu quân, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh tôi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con gái vua Koliya, có thai đến 7 năm và nay bị đau đẻ đến ngày thứ 7. Nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỷ kheo dùng cơm trong 7 ngày. Mong Thế Tôn hãy nhận lời thọ 7 bữa cơm của Subhavasa với chúng tỷ kheo, thật là tốt lành. Koliya Buddha đáp lại Subhavasa, con gái vua Koliya đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Koliya Buddha bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Subhavasa, con vua Koliya cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: Subhavasa có thai đến 7 năm. Đến ngày thứ 7, nay nàng được an lạc, không bệnh và sanh đứa con trai không bệnh. Nay nàng muốn mời chúng tỷ kheo với chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, một nam cư sĩ khác đã mời chúng tỷ kheo với Thế Tôn là vị cầm đầu, ngày mai dùng cơm. Người cư sĩ ấy là người hộ trì cho tôn giả Moggallana. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Maha Moggallana: Này Moggallana, hãy đến người cư sĩ. Sau khi đến, nói với người cư sĩ ấy như sau: Này hiền giả, Subhavasa, con của vua Koliya, có thai đến 7 năm, đến ngày thứ 7, nay nàng được an lạc. Nay nàng muốn mời chúng tỷ kheo với chúng tỷ kheo. Hãy để cho Subhavasa tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến lượt người hộ trì cho người. Thưa dân, bạch Thế Tôn, tôn giả Maha Moggallana dâng đáp Thế Tôn rồi đi đến người cư sĩ ấy. Sau khi đến, nói với người cư sĩ: Này hiền giả Subhavasa, hãy để cho Subhavasa, con của Koliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên ông. Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm cho con 3 pháp về tài sản, về thọ mạng, về lòng tin, hãy để cho Subhavasa, con gái của vua Koliya, tổ chức trước, rồi sau đến phiên con. Này hiền giả, về 2 pháp ta sẽ bảo đảm cho ông, về tài sản và về thọ mạng. Còn về lòng tin, thôi ông phải tự bảo đảm. Thưa tôn giả, nếu tôn giả bảo đảm cho con 2 pháp, về tài sản và về thọ mạng, hãy để cho Subhavasa, con gái vua Koliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, rồi sẽ đến phiên con. Rồi tôn giả Maha Moggallana, sau khi thuyết phục được người cư sĩ ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, cư sĩ ấy đã được con thuyết phục,
hãy để cho Suvavasa, con gái vua Koliya, tổ chức 7 ngày cơm trước, sau sẽ đến phiên người cư sĩ ấy. Rồi Suvavasa, con gái vua Koliya, trong 7 ngày mời chúng tỷ kheo với Thế Tôn là bậc dẫn đầu, tự tay mời và làm cho thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và khiến cho đứa trẻ đảnh lễ Thế Tôn và toàn thể chúng tỷ kheo. Rồi tôn giả Sariputta nói với đứa trẻ: Này con có kham nhẫn được không? Con có nuôi sống được không? Con có đau khổ gì không? Thưa tôn giả, từ đâu con có thể kham nhẫn? Từ đâu con có thể nuôi sống? Từ đâu con không có đau khổ? Con đã sống 7 năm trong các ghè đầy máu. Rồi Suvavasa, con gái vua Koliya, nghĩ rằng: Con ta đang nói chuyện với vị tướng quân về pháp, quan hỷ, tín thọ, với tâm hỷ lạc. Rồi Thế Tôn nói với Suvavasa, con gái vua Koliya: Này Suvavasa, con có muốn một người con trai khác như vậy không? Bạch Thế Tôn, con muốn có 7 người con trai như vậy. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Không vui giả dạng vui, không ái giả dạng ái, khổ đau giả dạng lạc, nhiếp phục kẻ phóng dật. 9. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Đông Viên, ngôi lầu của mẹ Migara. Mẹ Migara có công việc liên hệ đến vua Basenadi nước Kosala, và vua Basenadi nước Kosala chưa có quyết định về việc ấy. Rồi Visakha, mẹ của Migara, vào buổi sáng sớm đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara đang ngồi một bên: Này Visakha, bà từ đâu đi đến sớm như vậy? Bạch Thế Tôn, con có công việc liên hệ đến vua Basenadi nước Kosala về việc ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Mọi tùng thuộc là khổ, mọi chủ quyền là lạc, chung dùng làm não hại, trói buộc khó vượt qua. 10. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Anubija tại rừng xoài. Lúc bấy giờ, tôn giả Badiya, con của Kaligoda, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, và thường hay nói lên lời cảm hứng: Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Một số đông tỷ kheo nghe tôn giả Badiya, con của Kaligoda, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, thường nói lên lời cảm hứng: Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Nghe vậy, các tỷ kheo ấy suy nghĩ: Không gì nghi ngờ chư hiền, tôn giả Badiya, con của Kaligoda, sống phàm hạnh, không có quan hỷ, vì trước khi còn ở gia đình được hưởng an lạc nhà vua. Vì tôn giả nhớ đến an lạc ấy, nên khi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, thường nói lên lời cảm hứng: Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tôn giả Badiya, con của Kaligoda, khi đi đến rừng nói lên lời cảm hứng: Ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Không có nghi ngờ gì nữa, sống phạm hạnh không có quan hỷ, ôi an lạc thay, ôi an lạc thay. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo: Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta nói với Badiya, con của Kaligoda: Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả,
Thưa dân bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn, đi đến tôn giả Bariya, con của Kaligoda. Thưa hiền giả, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa dân hiền giả, tôn giả Bariya, con của Kaligoda, dâng đáp tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Bariya, con của Kaligoda đang ngồi một bên: có thật chăng này Bariya, thầy đi đến khu rừng? Ôi an lạc thai, ôi an lạc thai. Thưa dân bạch Thế Tôn, do thấy mục đích gì khi đến khu rừng an lạc? Bạch Thế Tôn, thời trước khi còn ở trong gia đình được hưởng an lạc nhà vua, trong nội cung có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nội cung có đặt người khéo bảo vệ, trong thành nội có đặt người khéo bảo vệ, ngoài thành có đặt người khéo bảo vệ, trong nước cũng có đặt người khéo bảo vệ, ngoài nước cũng có đặt người khéo bảo vệ. Bạch Thế Tôn, con được bảo vệ phòng giữ như vậy, nhưng con vẫn sống sợ hãi, hồi hộp, run sợ, hoảng sợ. Nhưng nay con đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, con sống một mình, con sống không sợ hãi, không hồi hộp, không run sợ, không hoảng sợ, không rộn ràng, không hốt hoảng, lắng dịu, nhẹ nhàng, tâm như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, do thấy mục đích như vậy, nên con khi đi đến khu rừng, con nói lên lời cảm hứng an lạc thai. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên cảm hứng này: với ai trong nội tâm không có lòng phẫn nộ, vượt qua hữu phi hữu, vì ấy thoát sợ hãi, an lạc không sầu buồn, chư thiên không thấy được.